thức khuya bà con ơi, thức khuya bà con biết rồi, nó rất là tàn phá cho sức khỏe của mình. Thế nào là thức khuya? Thức từ giờ nào, ngủ giờ nào là thức khuya? Thức khuya là chúng ta thức quá 23 giờ. Bây giờ chúng ta ngủ tốt nhất là từ 21 giờ đến 23 giờ. Thức dậy là 5 giờ đến 6 giờ sáng. Đó, như vậy thì nó tốt. Còn chúng ta thức khuya là qua không qua 23 giờ là 24 giờ, 1, 2 giờ khuya là rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Nó tàn phá sức khỏe cho mình, sẽ bị bệnh tim, gan, suy kiệt, viêm gan, gan nhiễm mỡ, wow nhiều không, sơ gan nhiều lắm phải không, nhiều lắm, gan nhiễm mỡ, sơ gan, ung thư gan, da xuống sắc, bị mụn, lão quá nhanh, trầm cảm, tâm lý u sầu, rối loạn lo âu, đau dạ dày, tiêu hóa, làm nóng cho cơ thể con người, có tiểu đường, mệt mỏi, đau đầu, phải bà con không, đau đầu. Cho nên là nhiều lắm, còn nữa bà ơn, suy giảm trí nhớ, hệ miễn dịch, wow, rối loạn nội tiết tố, nữ thì rối loạn kinh nguyệt, u sơ, cổ tử cung, ngủ tốt nhất là từ 21 giờ đến 23 giờ là giờ ngủ. Đó. Thức dậy 5 giờ đến 6 giờ, như vậy là sức khỏe của chúng ta sẽ tốt. Mong rằng bà con cố gắng thực hiện cho vui vẻ, để mạnh khỏe cho mình, cho mình nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào. Woo!